Và bây giờ một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chào đón một nghệ sĩ tài năng. Một tràng vỗ tay nồng nhiệt chào đón A Báo quý vị ơi, xin mời. Vâng, cả nhà ơi, Quy Nhơn đẹp quá. Hôm nay A Báo trở về Quy Nhơn, đúng là một thành phố đang sống mở lần thứ hai A Báo trở về đây. A Báo xin được gửi lời chúc tới tất cả các cô, các bác, các anh, các chị và các cháu đang có mặt ở trong không gian. Một không gian rất là rộng, mênh mông mà mọi người đang ngồi rất là đông ở phía dưới. Con xin được chúc cho cả nhà một đêm nghe nhạc thật vui và đầy nghĩa. Và có thể cho A Báo một tràng vỗ tay thật lớn nữa không ạ? Vâng, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cán bộ ơi, bật lên lại nhạc cán bộ ơi. Bật lại nhạc từ đầu. Vâng, anh đấy bật nhạc từ đầu luôn, em bây giờ không biết vào chỗ nào luôn. Vâng, ca khúc A Báo sẽ được tới cả nhà ca khúc Em Làm Du Xứ Nghệ, một sáng tác của ông ấy, xin được gửi tới cả nhà. Em còn nhớ, nhớ những ngày đầu theo chân anh về mặt du xứ nghề, răng tiếng quê khó học rửa anh ơi. Răng tiếng quê khó học rửa anh ơi. Rồ ra giữa ca mỏi mặn hứng cay, ngược dòng sông lam có chuyện đó ta sóng pha biển thủy, nhột mặn chua ca ngon lòng em ơi, nhột mặn chua ca ngon lòng em ơi. Tiếng đòi quê mình mộc mạc mà thương, hẹn hò đêm trăng sáng canh rồi ta làm đợi người. Núi tuyết nghiêng mình cảnh đẹp đến thơ, sơn thủy hữu tình, tình mình như mơ. Ai có về gieo niềm thương niềm nhớ, cảnh đẹp nên thơ, sơn thủy hữu tình,
giữa ca mọi mặn hương cay. Ai có về gieo niềm thương niềm nhớ xứ Nghệ ơi, em nhớ mưa trưa hè. Em thương anh về mân du xứ Nghệ, rằng niềm quê mình họ học mưa anh ơi. Vâng, cả nhà ơi, ca khúc này cũng chính là những tình cảm của những chàng trai thành đạt hay là những chàng trai không thành đạt, hay là những anh chàng đấng mày râu đẹp trai hay là cũng không phong độ, nhưng mà đó là tình cảm của những chàng trai gửi tới một người con du, một người con dâu của một đại gia đình. Tuy rằng là những tình cảm rất là mộc mạc chân thành, nhưng mà lúc nào cũng mong muốn và người con dâu trong đại gia đình đó, trong mỗi gia đình lúc nào cũng mong muốn là gia đình hạnh phúc và ấm êm. Đó là tác phẩm mà A Páo mong muốn gửi tới cho những người con dâu, những người phụ nữ Việt Nam vất vả tần tảo để nuôi con và vui vẻ hạnh phúc cho gia đình. Vâng, một tràng pháo tay thật lớn dành cho A Páo, đúng không ạ? Vâng, cả nhà ơi, với không khí như thế này thì A Páo rất là mong muốn đưa cả nhà trở về với một không gian mộc mạc hơn, một không gian của một miền quê xứ Nghệ nơi A Páo sinh ra. Một tác phẩm A Páo biết ở phía bên dưới là có rất là nhiều các cô, các chú, các bác là ở miền quê xứ Nghệ, Nghệ Tĩnh. Và sau đây ca khúc Hà Tĩnh quê ơi xin phép được gửi tới cả nhà. Tuổi thơ anh, tuổi thơ anh mẹ ru bên cạnh vòng, giọt đung đưa cây khế sau nhà để người đi mang nỗi niềm. Mỗi năm hai thương ơi quê hương nhụt mặn cả anh biệt được vẫn thơ. Trước mắt anh là trời xanh lá biển rồng, đêm trăng lên nghe câu hò em hát, thương cho ra đồng bắt con đẹp con cua, nuôi con nên người vai mẹ gầy cô. Dòng sông la chảy về dòng la ngàn sâu như dòng sữa mẹ, anh đưa em về ghé bên tắm xóa, ai ơi có về hồng lĩnh quê ta. Quanh sông yên ngang vượt qua ngàn bão tố, đầm lộc ơi mười bông hoa vẫn từ tàu anh ra khơi, mênh mang câu hò kể vui.
quê ơi. Người con xa quê luôn mong mỏi chờ về để đóng góp cho quê hương ngày càng giàu đẹp. Có bao giờ anh viết được vần thơ? Mắt anh là trời xanh, là biển rộng. Đêm trăng lên nghe câu hò em hát, thương cha ra đồng bắt con tẹp con cua, nuôi con nên người vai mẹ gầy khô. Dòng sông La chảy về dòng lắm, phố ngàn sâu như dòng sữa mẹ. Em về ghé bên tắm cho ai ơi bỏ vô ông lính quê ta. Hoành trương tiếng ngang vượt qua ngàn bão tố. Đồng Lộc ơi, mười bông hoa bất tử. Vì vu thiên cầm tàu anh ra khơi, câu hò về quê ơi. Đi vô thiên tầng tàu anh ra khơi, mênh mang câu hò về quê ơi. Anh thương em rồi, tình ta chung đôi, ta đưa nhau về. Ta tình và để thay đổi không khí A Páo sẽ đưa cả nhà cùng trải nghiệm. Chắc hẳn cả nhà đã nghe đến những phiên chợ đặc biệt ở Cao Nguyên Đá. Phiên chợ có 102, mỗi năm chỉ có một lần vào ngày 27 tháng 3 âm lịch hàng năm. Phiên chợ đó không mua không bán như các phiên chợ khác, mà chỉ dành cho những lứa đôi yêu nhau, thương nhau, không đến được với nhau. Đó là chợ tình Kho Vai. Chợ tình Kho Vai nói về chàng ba nàng út. Chàng ba là người dân tộc Nùng, cô gái út là người dân tộc Giấy. Hai người thương nhau, chàng ba thổi sáo rất hay, đàn rất giỏi. Cô gái út xinh nhất bản làng là bông hoa của núi rừng vùng cao Hà Giang và Sa Đông. A Páo sẽ đưa cả nhà cùng trải nghiệm về phiên chợ đó qua tác phẩm Người Vùng Cao Là Thế. Vâng, một tràng pháo tay thật lớn dành cho A Páo đúng không ạ? Vâng. Chưa về, vừa đi đường vừa hát.
bài nào cũng khê khê. Tay tóm vào đuôi ngựa, con ngựa cũng say say, chân bước theo chân ngựa, người ta như trên mơ. Dẫu chẳng bán gì anh cũng đến, dẫu chẳng mua gì anh cũng đến, chợ Viên là nơi họ hẹn, ta tìm nhau, ta gặp nhau, trao gửi đầm nước kể. Những chàng trai cô gái, người mong hồ hoa hàng ra, họ thương nhau, đưa nhau đi chợ Viên. Sớ chảnh vu nàng tiêu, sớ chảnh vu hồ chơ. Hóc bò cù là hóc cù tù, hóc cù tàu là hóc cù tê. Cù hóc có khô, bè thô nè khô. Bát này lại bát nữ hơi. Bát nữ lại bát này hơi. Phải say, người dù là họ là thế, uống chưa say chưa về, vừa đi đường vừa hát, bài nào cũng khê khê. Tay tóm vào đuôi ngựa, con ngựa cũng say say, chân bước theo chân ngựa, người ta như trên mơ. Người vùng cao là thế, người vùng cao là thế. Xuống chợ uống rượu ngô, uống cho mày này, uống cho tao, uống cho tình cảnh vun lên cao. Nào hãy ra đây, trời đất vuông quay. Vâng, cả nhà, đó là những phiên chợ đặc biệt ở Cao Nguyên Đá, những phiên chợ của những chàng trai cô gái, họ thương nhau. Dẫu chẳng bán gì anh cũng đi, dẫu chẳng mua gì anh cũng đến, chợ Viên là nơi họ hẹn, ta tìm nhau, ta gặp nhau, trao gửi lời ước hẹn. Vâng, đó là những câu chuyện tình của những chàng trai cô gái vùng cao. Và sau đây, Apao xin phép được gửi tới cả nhà một câu chuyện tình của những chàng trai cô gái miền xuôi xứ Nghệ. Đó là ca khúc Tìm Em, Cầu Ví, Sông Lam. Ca khúc này cũng chính là ca khúc mà dẫn tới cho Apao đang có mặt như ngày hôm nay, về với Quy Nhơn, về với quê hương rất là tươi đẹp. Ca khúc này Apao biết là ở phía bên dưới có rất là nhiều cô dì chú bác các anh chị quê hương Quy Nhơn nhưng rất là yêu ca khúc xứ Nghệ. Và sau đây Apao xin phép được gửi tới cả nhà ca khúc Tìm Em, Cầu Ví, Sông Lam. Vâng, quý vị hãy cho Apao một tràng pháo tay thật lớn nữa, đúng không ạ? Vâng, Apao cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cù sầm cù khói mùa
cánh có lối bên trong. Cô gái đó xưa nay tròn 18. Bao năm tháng trôi qua bao mùa xuân chờ đợi, rằng anh không về năm tháng đời chờ mong, rằng anh nọ về, nọ về bên em. Ôi câu vì anh cho mùa xuân anh trở lại, em đang trong lấy chồng bỏ mặc bên đó xưa, quên câu thương câu chờ lỡ hẹn người ơi. Nắng chiều về sao diều gọi trăng lên, tiếng hò gọi em cô lái đò ngày ơi. Anh nhớ cùng em trên con đê nhỏ, trên cành đồng tôm cá còn thương nhau. Anh trở về tìm lại đó xưa. Một câu vì anh trao, nửa câu vì em thương. Cụ sẵn cụ quái, mồ hôi chạm mặt. Thương anh rồi, nhớ đời thương em. Một câu vì anh trao, nửa câu vì em thương. Cụ sẵn cụ khói, môi chặt mặt. Thương anh rồi, nhớ đời em. Cứ chiều về cánh có lối bên trong, có lái đò xưa nay tròn 18. Không về năm tháng đời chờ mong, rằng anh nọ về, nọ về bên em. Ơi cô vì anh trao mùa xuân anh trở lại, em trao trong lấy trong bỏ mặt bên đó xưa, quên câu thương câu chờ lỡ hẹn người ơi. Nắng chiều về sao diều gọi trăng lên, gọi em cô lái đò ngày ơi. Anh nhớ cùng em trên con đê nhỏ, trên cánh đồng tôm cá còn thương nhau. Anh mà trở về tìm lại đó xưa. Núi không ơi, trách chi đó lỡ duyên. Các cháu nhỏ cũng rất là yêu mến áo báo. Vâng, em cảm ơn anh lại đi tặng em gấu bông. Úi giời, đây con khỉ mà. Rồi tối nay anh cho em ôm khỉ đây. À khỉ. Vùng cao nhiều khỉ mà, thôi tặng em con khỉ. Vâng, anh ấy ý muốn nói là áo báo như con khỉ đây. Vâng, em cảm ơn anh. Vâng, một anh chàng mặc quần sóc lên tặng cho áo báo con khỉ. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. À, cả nhà thân mến, Hà Giang là nơi A Báo lập nghiệp, còn là quê hương xứ Nghệ nơi A Báo sinh ra. Và A Báo có hai quê, và những tình cảm mà A Cặp Báo cũng rất là đong đầy. Lúc nào cũng mong muốn là quê hương xứ Nghệ và quê hương Hà Giang cũng là một miền quê mà A Báo dành tình cảm rất là nhiều. Và không những là xứ Nghệ, không những là Hà Giang mà Quy Nhơn cũng vậy. A Báo mong muốn là đến với Quy Nhơn, A Báo cũng mong muốn là sẽ sáng tác một ca khúc về Quy Nhơn để gửi tặng cho quê hương Quy Nhơn. Và những tình cảm đó thì A Báo không biết phải nói gì hơn. Bây giờ A Báo sẽ đưa cả nhà cùng trải nghiệm về với Hà Giang, mảnh đất nơi địa đầu của Tổ quốc.
có những đỉnh núi trùng trùng điệp điệp, những cảnh đẹp hoang sơ. Qua ca khúc Mơ về Hà Giang, một sáng tác của chính anh trai của A Páo. Và ca khúc này A Páo rất là yêu mến và đưa khán giả cùng trải nghiệm cảnh đẹp Hà Giang. Vâng, cả nhà cho A Páo một tràng pháo tay thật lớn nữa đúng không ạ? Vâng, A Páo cảm ơn rất là nhiều. Ta về, ta
Vâng, cả nhà ơi, Hà Giang cảnh đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Những ai chưa lên với Hà Giang, những ai chưa lên với công viên địa chất toàn cầu Cao Nguyên Đá thì hãy một lần lên để cảm nhận và được nhìn thấy những hình ảnh của những chàng trai cô gái hay những người đồng bào đang bám trụ và giữ vững nơi biên ải, nơi biên thủy của Tổ quốc. Vâng, cả nhà ơi, đang về cảnh đẹp Hà Giang, bây giờ A Báo lại đưa cả nhà cùng trải nghiệm về chợ phiên qua tác phẩm Phiên Chợ Vùng Cao Mù Sai Sai. Ngựa thù đang đi về đâu kì, vẫn được chơi trong mưa trong gió đôi. Một đoàn người đang đi về đâu kì, giọt mồ hôi rơi bên đoàn ngựa quý nhân.
chợ Quy Nhơn. Mà hôm nay A Báo đang ở phiên chợ Quy Nhơn, một tình cảm rất là ấm áp đến từ các khán thính giả vẫn là ngồi xem A Báo hát. A Báo cảm ơn các khán thính giả, các cô, các chú rất là nhiều. Một lần nữa A Báo xin được chúc cho cả nhà quê hương Quy Nhơn dồi dào sức khỏe và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại hội chợ lần sau. Kính thưa quý vị thân mến, phần biểu diễn của A Báo nó vừa khép lại chương trình tối hôm nay. Tất cả xin lực khai dành đêm mai để gặp gỡ ngôi sao nhạc Hana Cẩm Tiên. Và bây giờ tôi và A Báo sẽ cùng đi uống rượu với nhau. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều và xin hẹn gặp lại. Xin cảm ơn. A Báo chào cả nhà.